Xin chào tất cả anh em đang theo dõi và đăng ký kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Có một khách hàng đặt cái bắc pin 280A 51,2V. Thì khách hàng người ta cũng không biết lắp và lắp nó cũng rất là lâu. Đấy, thì khách hàng cũng đã nhờ bên em để lắp ráp sẵn cho khách. Với cái bộ này thì nó sẽ lưu được 15kW điện nhé. Đấy, ở đây nó sẽ chia ra thành hai pack này. Một pack là có 8 cell. Đấy, như vậy hai cái pack này sẽ thành 16 cell và được mắc nối tiếp. Đây là cái pin dành cho xe điện và nó được xuất khẩu sang châu Âu. Thì do bị đánh thuế cao thì nó đã được tồn kho và xuất sang Việt Nam để anh em mình dùng. Đấy, thì ở đây nó cái thiết kế của nhà máy là nó có cái đai thép như này. Còn cái đai xanh này là bên em bó hai cái pack này vào để di chuyển cho nó không bị lệch. Đấy, và khi gửi hàng cho các bác thì sẽ gửi đi nguyên như thế này. Thì bác nào mà muốn mua cái xeo lẻ thì bên em có xeo lẻ đấy nhá. Đấy, xeo lẻ này là pin Connect. Một cái xeo này là 3,2V, dung lượng là 280A. Đấy, pin này là pin Connect. Còn cái dòng này là cái dòng pin Gafeng của hãng xe nâng người ta làm. Đấy, xeo pin thì rất là đẹp. Ở đây nó có một cái nắp thì bên em cũng đã lột ra rồi. Để mà đi dây thì cũng rất là lâu. Đấy, muốn đi đẹp thì làm rất là tỉ mỉ. Để lựa chọn hai cái pack như này mà ghép với nhau thì bên em cũng đo về cái điện áp của hai cái pack này, nó phải đều nhau. Đấy, trước tiên là các bác có thể xem về cái nội trở của cái cell pin ở cái bắc này nhé. Ở đây em cũng đã chuẩn bị sẵn cái đồng hồ đo. Đấy, để lên đây đo để cho các bác xem. Đây đưa đây. Đây đưa đây. Không. Đây bây giờ em sẽ đo cho các bác cái nội trở cũng như cái điện áp của cái cell pin này nhé. Đây các bác nhìn. Nội trở 0.13, 14, 15. Đấy, điện áp 3,35V. Điện áp 3,35V. Đấy, cái nội trở của nó rất là thấp. Và tất cả những cái cell ở trong cái pack này nó sẽ đều tăm tắp nhau hết. Đây em có thể đo cho các bác cái cell thứ hai là các bác có thể thấy luôn. Bây giờ em sẽ đảo lại pin. Để lắp một cái hai cái pack này thì nó rất là mất thời gian. Tí nữa em sẽ báo giá luôn để cho anh em biết nhá. Đây bây giờ em sẽ đo cái cell thứ hai. Đây các bác nhìn. Đấy. 3,35V nội trở đây. 0.13, 14, 15. Tất cả các cell ở đây là đều là pin mới 100% nhé. Và chưa một lần sạc xả. Đấy. Chưa một lần sạc xả. Bây giờ em sẽ đo về hai cái đầu của hai bắc để cho anh em xem. Chúng Nguyên lấy cái đấy. Đấy. Đây các bác nhìn nhá. Điện áp là 26,5V. Bây giờ sang cái bắc này. Đấy, cái này là 26,6V. Với hai cái bắc này thì khi bên em mà lắp cho các bác xong thì một hai lần sạc xả, một vài lần sạc xả cái thì tất cả các khối này nó sẽ đều tăm tắp hết. Đấy, nó sẽ đều nhau hết. Bây giờ em sẽ đo thử một cái nội trở của cái bắc bên này.
Các bác có tiền, các bác có thể sử dụng cái bắc pin này. Nó là pin cell A, giá rất là cao. Với cái bắc này thì nó được tuyển chọn rất là kỹ khi nó đóng lên bắc. Cái này thì anh em hiểu về pin lithium, anh em sẽ biết. Đây các bác nhìn này, điện áp 3,35, nội trở 0.13, 14, 15. Đấy các bác nhìn, đều tắp luôn. Cell pin này rất là ngon. Đấy, cái giá trị của sản phẩm luôn tương ứng với cả cái tiền các bác chi phí bỏ ra. Ở phía bên đằng đầu này thì nó thiết kế hai cái đầu, hai cái miếng tản nhiệt rất là to. Đấy, phía bên đầu đằng này, bên đằng kia cũng thế. Phía bên đằng kia cũng thế. Thì ở đây bên em sẽ sử dụng cái mạch là mạch Zika nhé. Sử dụng mạch Zika có công suất liên tục là 150A, công suất tức thời là 300A, chủ động cân bằng là 2A. Các bác sử dụng một cái mạch này, không cần phải sử dụng bất cứ một cái mạch nào nữa nhé. Các bác không cần phải mua thêm mạch cân bằng. Nhiều khi mạch cân bằng là các bác dùng nó sẽ bị cháy. Có nhiều trường hợp bị cháy cái mạch cân bằng ấy. Cái mạch cân bằng nó rất là kén, nó rất là kén pin. Đây, đây công suất này. Đấy. Dây và các thứ đi kèm này. Cái thông số ở trong cái mạch này nó trùng với cả cái thông số ở phía ngoài vỏ nhé. Đấy. Mạch này là mạch Zika. Các bác có thể theo dõi các cell pin bằng điện thoại, bởi vì cái chiếc sạc này, BMS này nó có thể bắt qua Bluetooth theo dõi trên điện thoại. Đấy. Với cái bắc pin này thì anh em sử dụng để lưu trữ năng lượng mặt trời thì rất là tuyệt vời. Thiết kế cho cái cell mà sử dụng năng lượng mặt trời thì nó thiết kế với cái dòng là 1C, xả 1C. Thì ví dụ như cái cell này là cell A, pin connect này. Với cái cell pin này thì bên em đang bán là 1.250.000 một cell bao ship. Đấy. Còn với cái khối này thì nếu như bác nào sử dụng 24V thì các bác dùng một bắc này là 8 cell. Một bắc này là 11 triệu. Hai bắc là 22 triệu. Đấy. Kết hợp với cả cái mạch BMS này. Mạch BMS này đang bán giá lẻ là 220.000. À quên, xin lỗi, 2.200.000 đồng. Đấy, bán lẻ nhá, là 2.200.000 đồng. Nếu như bác nào mà lấy theo và ráp theo cái khối pin này thì bên em sẽ để cho các bác là 2 triệu. Đấy, như vậy là 2 triệu cộng với cả 22 triệu là thành 24 triệu. Thì bên em sẽ ráp sẵn cho các bác như thế này. Về các bác chỉ việc dùng. Nhiều khi các bác về không có dụng cụ cũng như là không có các thiết bị để các bác lắp thì nó rất là lâu. Nhưng bên em làm thì nó rất nhanh. Đây, mạch Zika thì bên em đang để tạm như này. Đấy, sau đó là lắp vào cho các bác. Đấy, điện đang đi dây nhé. Đang đi dây vào. Và phía bên đầu đằng này là sẽ để cái đầu cốt, bấm cốt cho anh em sẵn như này. Về anh em sử dụng. Với một cái khối pin như thế này, nó lưu trữ được 15kW điện. Đấy, nếu như một gia đình bình thường mà sử dụng, trong cái điều kiện mà các bác sử dụng mùa hè, hai cái điều hòa. Đấy, vào mùa hè thì nó dùng nhiều mà. Thì một cái bắc này nó chạy cho hai cái máy lạnh 9000 BTU. Thì các bác có thể nhưng mà phải sử dụng inverter thì nó sẽ đủ. Còn nếu như mà trong trường hợp mà mùa đông, em đang nói về cái điều kiện thời tiết ở Việt Nam, ở miền Bắc, nếu như mùa đông thì một gia đình mà dùng hết 15kW điện này vào buổi tối thì rất là hiếm. Đấy, chính vì vậy mà các bác đầu tư một cái bộ như này thì nó sẽ rất là phù hợp. Bởi vì các bác chỉ mất cao điểm 3 tháng mùa hè thôi. Còn lại các bác sử dụng mùa đông, cơ bản các bác dùng miễn phí luôn.
các bác dùng miễn phí luôn. Đấy, thì khi mà lắp ráp thì bên em sẽ phải đánh dấu nhá, từ cell số 1, cell số 2, cell số 3, cell số 4, cell số 5, 7, 8, 9 đến tới cell số 16. Đấy, như vậy là bên em mà lắp ráp thì bên em cũng đánh dấu cái cell này vào thì nó không bao giờ bị nhầm. Đấy. Đây là cũng là một cái bài để chia sẻ cho anh em mà tự lắp cái hệ lưu trữ. Các bác đánh dấu các cell từ cell số 1 đến cell số 16. Đấy, sau đó cứ lần lượt theo cái dây rắc của cái cell pin. À, thường em đã giới thiệu ở trong những video trước, thì bác nào theo dõi kênh của em thì các bác nắm rất là rõ. Đấy, thì các bác đấu sẽ không bao giờ nhầm được. Trong trường hợp mà các bác mà sử dụng cái cell lẻ như này. Đấy, thì các bác có thể sử dụng cho cái hệ 4 cell là hay còn gọi là 4S ấy. À, nó hệ 12V. 8 cell là hệ 24V. Thì cái hệ 12 hoặc 24 thì các bác có thể chơi cái mạch JK. Mạch JK có công suất liên tục 200A, công suất tức thời 350A và công suất chủ động cân bằng là 2A. Đây, cái mạch này JK nhé. Mạch này theo dõi Bluetooth. Đấy, với cái mạch này thì bên em đang bán là 1,6 triệu bao phí vận chuyển. Còn với một số bác mà thích dùng cái mạch cell, cái mạch BMS cho 4 cell 4S này, 3,2V này, thì cái mạch này có 500.000 nhé. Đấy, mạch này 500.000 bao phí vận chuyển. Mạch này thì có công suất là 150A, cân bằng chủ động là 6A. Đây, công suất 150A này, chủ động cân bằng là 6A. Đấy, thì anh em dùng một cái mạch này cho 4 cell thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, mạch này nó ngon lắm, nên là các bác cứ yên tâm. Đây là cái cell pin mà có dung lượng là 20A. Có dung lượng là 20A. Với những bác nào mà đang có bình thuốc sâu đó, hay phun bình thuốc sâu, các bác có thể chơi 4 cái cell này mắc ra hệ 12V và dùng một cái mạch thường như thế kia, là các bác đã có một cái hệ acquy lưu trữ, lưu được rất nhiều điện. Đấy, mà rất là nhẹ, cầm đi đâu thì nó rất là tiện, đặc biệt là những bác mà đi picnic, đi chơi. Đấy, thì vừa rồi thì em cũng đã báo giá với cả các bác một cái hệ lưu trữ mà bên em lắp hộ các bác thôi. Đấy, giáp hộ, không lấy công. Bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ với em nhé. Và đặc biệt là các bác nào mà cần tư vấn gì về năng lượng mặt trời thì các bác nhắn tin Zalo cho em đã để trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.